học giả, trí thức, kiến thức, học thức, thì nó khác với một con người đang đi trên con đường tri thức. Cho nên sư mới nói thưa với mấy ngài, Đức Phật không phải sanh ở đâu cả, mà Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây giác ngộ. Vậy thôi. Và mấy ông rất là thẳng thắn đồng ý lời này. Thì đối với chúng ta, con cái của Đức giác ngộ thì đừng bao giờ cầu trói vào cái nỗi khổ của trần gian thiên. Các chùa ở Việt Nam, các tỉnh xá, các đạo tràng, các tu viện, quý vị có bán thêm mà lỡ được cái số tiền mua cái hành tinh này thì quý vị cũng chỉ là những danh sự, những con thương buôn ở trong Phật pháp, còn có tội hơn. Mà quý vị làm sao rao đi, giảng đi, ai mua tham tôi bán tham cho, mua xăm mua si mua mê mua mùi tôi bán trùi bán cho không, để trong cõi lòng tôi mới thực xứng đáng bước vào cửa phòng. Đừng chơi ngông mà lấy tiếng ngu tiếng ngốc, đừng trôi chơi ngông khi sanh rồi khóc, chàng thơ cũng không cười mà hãy mang niềm vui khi bán khi cho không. Tham sân si trong chính tâm mình, nhiều anh sư hay sải hay là thầy bà rồi cứ nói chuyện là không có tiền không cho làm được hết, không có ăn á thì không có sống, phải có thực của vực lãnh đạo ở đây á, có tiền thì quý vị chỉ giỏi sức như tiên thôi, mà điên như là những cái nhà coi như là sanh ra cứ đi tìm người khác sai vậy thôi. Còn ở đây quý vị làm sao có cái giới, có giới thì nó mới sanh được định, chứ có tiền đâu sanh định được, có tiền là nhiều quá tiền sanh lọ rồi gì nữa. Rồi quý vị đừng bao giờ hiểu lầm là phải có ăn thật nhiều, ăn mập ra béo ra, anh nằm nó trục lúc làm sao mà kiềm chế được, làm sao thắng phục được cái anh thần dục vọng. Anh này anh sanh con để cháu, anh này sanh sang suốt toàn là xe đủ loại, mà xe dơ, xe trâu, xe hô, xe này xe khác á, rồi xe rắn, xe rít, rồi xe người, cứ làm thế này rồi luân hồi sanh tử. Cho nên ở đây là phải làm sao có thực này là thực, thực này là pháp thực chứ mới đoàn thực. Chứ gì cứ là đem cái nghĩa mà đặt cái ngữ, rồi đem cái đen mà trên đè cái trắng, đem cái liễu nghĩa mà không có tu hành thì làm sao được liễu nghĩa. Cho nên là y pháp bất y nhân, y trí bất y thức, y ngữ bất y nghĩa, phải không? Y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, và y liễu nghĩa bất liễu nghĩa. Y liễu nghĩa đây là phải thực hành, đem cái thân này dấn thân để hành đạo, nó mới tốt ra được cái hương của đạo, nó đi ngược dòng gió. Còn bây giờ đem cái thân này mà đi trong chùa mà đi thêm một cái chợ, người tu hành con khế gì cứ đợi ta chết rồi cái là coi như là nấu đồ chay bán, mà không biết là cái đồ chay là gì, là dớ là chay. Còn cái kia là ngũ cốc, tu con khế gì mà cứ đợi coi như là đến rằm đồ này khác, hay là đến Tết là cứ làm mất cái làm đồ bên ngoài, thêm một cái tiệm mất vậy là để cái chùa cái tỉnh sáng mình á, cái tu viện của mình nó thành cái tiệm mất đi, cái tiệm đi. Cho nên á, người tu hành không có bao giờ đem người ta vào trong cái cửa chùa chiền, hay là tổ chức những cái buổi ăn mà coi như là lấy một cái phần ăn 20 đô tiền này khác, hay là cái anh ngân tạng ở bên Úc á, chứ hết chuyện là coi như là đi giới thiệu là 200 món ăn ở bên Trung Quốc hay là ở bên Đài Loan dẫn đi là ăn như vậy, mà không quên rằng cái món ăn mà quý nhất á, là một món ăn mà Đức Phật ngài nói là không ăn quá giờ ngọ, tức là ăn trái. Còn cái đây ngũ cốc mà coi như là làm ra đủ món đó, đó là nhìn thấy đồ mặn không thì ăn cái gì, ăn cái đó là coi như ăn ngũ cốc, ăn bột, ăn nó là coi như là lúa mì, ăn những cái này cái khác xay ra rồi làm ra giống. Nhưng mà cái tâm của mình là thích ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, ăn cua, giống cô tôm như vậy, tu con khỉ gì vậy? Tu là lấy cái gì? Nó là tâm, đưa cái tâm tôi coi thử, cái tâm của ông tham hoàn toàn, tham ăn, tham uống này, tham tiền, tham bạc, tham đủ thứ, tham chùa to Phật tử, nhưng mà không có biết nữa là coi chứ đi vào con đường đi tham, đi sông, đi si. Quý vị thấy rằng vừa rồi đứa nhỏ đó nó đi kinh hành, vừa rồi mới nhỏ biết ơn bác có thực dễ thương đến mức nào, đi chân không,
Tuổi này mấy đứa nhỏ là chưa bao giờ nó thấy đã thấy sư ông là nó nhìn gì trước, nhìn chứ không trước à. Ở trên cái hành tinh này mấy đứa hiểu đủ loại giày rồi, giày da, giày này, giày khác, giày cứ mà có như để giấy đầm, giày cứ mà để mà có như riêng cái bà mà vợ cô mang khói đó, mà bà có hàng 10.000 đôi giày, nhưng mà cũng như là bà giày thôi. À, cái thứ mặt dày mày dạng dày đây thôi chứ không phải là mỏng như là như cái đôi chân của tôi là đôi chân da dày người thiệt à, đi trên tuyết à, cho nên ta nói không à, cái câu là ta nói rằng à, lôi thay không được kiếp người đó thu bay qua những nụ cười xanh xao, rõ ràng mở mắt chim bao khi họ gặp sư họ thấy mở mắt chim bao, cái đâu có giới thiệu mà coi như là cái lỗi mà coi như là cái sản phẩm mà con người làm nên đồ giả, mà họ mở mắt cho bao vì sư giới thiệu đây đâu dày thiệt, đâu dày thiệt, đi càng dày càng ra. Rồi sao nữa, Đức Phật ngài nói hay là các vị mà như ông Nhất Hạnh á, ông cắt cái lời của Đức Phật á, ông cắt nha, ông copy lại nha, ông nói à, không có cái phép lạ nào hơn 100.000 phép lạ là đi trên đất. Nhưng mà đi trên đất á, nói thì vậy cho đi trên đất là gì, là đi làm sao đầu đội trời được nói pháp, mà chân đạp đất cái trường đang tầm ra tính vĩnh hằng, chân bồ đề vô ngã, lý bát nhã thầm thông, niết bàn nhãn tạng tâm. Đi trên đất này là cây người thiệt, nó liền liền với địa và thông với thiên. Chứ còn đi trên đất á, mà coi như đi mà đâu giày rồi đi khất thực á, mà đi mang giày rồi mang đậu mũ rồi cầm gậy rồi và chân không chân có vậy đó, nó là tên là chân không, đi mà đi khất thực mà đi mang giày thì những cái nước mình nam tông họ nói là quê mùa. Nhưng mà người này mê người kia muội, rồi cả một cái thế giới ở trên các chư thiên họ đi ngang qua nó, cái tụi này nó đem pháp Phật mà nó bán, nó làm pháp Phật, làm cho mất cái con đường, tức là từ chánh pháp mà thành phi pháp. Cho nên ông Nguyên Tạng với lại ông Tâm Phương á, cái trang Quảng Đức đó nha, kéo xuống giùm cái vụ mà của anh Quỳnh Tô Quỳnh Teo, mà anh nói là ông sư Phước Long Xá Lợi á, à, ông dám nói tên sư là sư kêu mấy ông tên ra sư quốc rồi nào rồi nấy để cho mấy ông á thành con người thiệt nha, chứ không chơi kiểu là chơi đồ giả không à, cứ đeo á là tôi nói là đeo toàn đồ giả không à, cũng như là cái tử thi mà khi chết rồi mà con cháu nó không biết nó nghe lời là bậy bạ rồi cứ nó đeo cái đồ mà đồ giả cho nên dám đeo đồ thiệt, đốt toàn là đốt tiền bạc mã, dám dám đốt tiền thiệt. Thì mấy ông cũng vậy, mấy ông đeo những cái sâu chuối bên ngoài, mấy ông lại thâu chuối tham, thâu chuối sân, thâu chuối si, thâu chuối chùa, thâu chuối chiền, thâu chuối này, chuối khác để khoe khoang là và khoác lác trên cái thành công của các ông. Nhưng mà cái thành công nhất của đạo là gì? Là con người tự chiến thắng lấy mình, là một chiến công oanh dũng nhất, phi thường nhất, và chỉ có như vậy thần tử mới nhường và Diêm Vương mới không có việc làm nữa đó. Cho nên á, ngày hôm nay ngày Vua Lan vừa qua sẽ đọc cho quý vị những cái lời của câu tổ sư Minh Đăng Quang, và hay hơn nữa là gì à, thấy các em nó tu thì các chùa chiền sau này những ngày lễ đừng có lợi dụng, đừng có tận dụng mà làm thương mại, làm doanh sự trong chùa chiền, mà hãy ráng làm sao tập cho các em, khi các em nó tu đó thì cũng mình tất tổ được siêu thăng, và chính cũng mình tất tổ ông bà cha mẹ mình ở đâu có thể nói là nó đã sanh lại trong gia đình mình làm gương sáng thì nó được trong sáng. Thêm thế nữa là gì à, anh Quyền Tôn Quyền Teo, em mà đại ma đầu thì anh nói những cái câu bố láo à, anh không nói thẳng mà anh kêu là Quệ Nhược á, là ông Quệ Nhược á, là ông á là hồi xưa là Phật giáo rồi chuyển đạo qua Tin Lành, rồi kêu bà Thanh Hải, rồi kêu á là Trân Quang, rồi kêu ai nữa một thông lạc ra mà không dám kêu tên sư ra. Còn đây Quyền Tôn Quyền Teo nha, đại ma đầu nghe này, người ăn mày thất kỷ đi chân không, là bởi vì ở trong kinh Đức Phật này mới nói là khi đi chân không là không có tấm lòng thương rõ ràng. Cho nên mùa Vu Lan năm nay và chuẩn bị sắp tới, cái giáo hội giáo hẹo gì ở bên Úc á, nghe thống nhất thống gì của mấy ông nó thông tha thông thiết sống khổ thống thông than thống gì đó, thì mấy ông phải ráng làm sao đừng bao giờ để cho cái anh Quyền Tôn Quyền Teo này đi trước, ăn trước, ngồi trước. Còn không thì sư có lời nguyện là tất cả ở cả Việt Nam cũng vậy, cũng như ở trên thế giới, phải tẩy chay và làm cho cái cửa tiệm này sạch tiệm à, tu khí gì mà nó lấy đạo Phật, mà có đạo Phật của Huyền Quang, đạo Phật Quán Độ là đạo Phật gì? Đạo Phật là của vị vua tình thương và hậu bình của vũ trụ. Đạo Phật không có thống nhất không gì cũng khí hết á, đạo Phật là của vũ trụ.
rồi hai bên á là thống nhất không chịu chơi nhau á, sáng đá với nhau mà coi như là dơ gơ gớm, mà coi như lấy những lời ói mửa ra rồi bên kia nuốt, bên kia nhai trở lại bên kia, coi như là nuốt vô và làm cho cái diễn đàn của Phật giáo, làm diễn đàn của thế giới này nó hư hết. Cho nên sư khuyên quý vị đây lần thương, mấy anh là bơm thì phải làm sao bó chú nặng đi, đỡ bơm bơm làm sao bơm cho cái hơi của mình nó xe nó bạch xe bánh rồi bơm cho lên cho nó chạy được, còn không mấy anh á là coi như là bơm mà nó thành xẹp xẹp xuống, là coi như như một cái người lính dù một bay trên kia mà cái dù nó bị coi như là không bọt gió thì mấy anh rớt xuống như là phân bọt, à mấy anh suốt thẳng đi như là 18 tầng địa ngục. Cho nên quán ba anh Trí Dương Trí Giao đồng vậy, thì các anh là bơm, tôi nói các anh bơm, cho nên khi mà Ma Vương hỏi Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, ngài là một vị mà coi như chánh ngữ, ngài một vị mà ái ngữ, tại sao ngài kêu tôi là chúng tôi là Ma Vương? Thì Đức Phật nói tại vì mấy ông là Ma Vương, tôi kêu mang Ma Vương chứ. Chứ mấy ông là coi như con của ma, thuộc ma giáo mà tôi kêu ông là con Phật sao được? Phải không? Mấy ông là nhận là đệ tử Đức Phật, nhưng mà mấy ông là nhận là cái bờm chứ đâu phải là cái thân. À, giữa cái khẩu và cái hành khác nhau. Thêm gì nữa? À, Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta hiểu rằng làm sao mà chúng ta đi thẳng vào cái nội thức, cái tâm của chúng ta để chúng ta thấy được cái bổn lai diện mục. Chứ không thể là coi như là chơi cứu mà coi như là lấy đất nó là giật nó là rùa nó làm đồ cổ làm này làm khác thì đó cũng chỉ là đất vô ngã. Mà nếu cứu được đất vô ngã thì cái tinh thần này, tinh thần của cái tam là tam pháp ấm khổ không vô thường vô ngã. Còn bây giờ anh nào anh ấy chơi ngu lấy tiếng ngốc. À, đi người đi tu mà đi lấy cái bằng thế gian á để lên rồi khoe khoang là tôi là tiến sĩ tiến sẹo, tôi là này khác, tất cả những cái sĩ trên thế gian này, à, từ ca sĩ thạc sĩ tiến sĩ bác sĩ, tất cả những cái sĩ này không bằng cái chữ sĩ của con người mà đi trên con đường giải thoát là khất sĩ, bởi vì chỉ khất sĩ mới đi đến cái chỗ là vô thường sĩ, đạo đẳng chánh giác, đạo giải thoát, và đạo đó mới là niết bàn. Cho nên ngồi tứ y pháp ra, quý vị có tu mấy, quý vị có chọc cỡ nào, quý vị có ở ngáp cỡ nào đi nữa, mà không phải là một nhà sư ôm mình bác đi khất thực xin ăn, không phải nhà sư mặc áo rách áo vá lợm những vải đô lại, cũng không phải là sư gỡ gốc cây hay có cúng liều gốc, à thì ở không phải nhà sư mà không phải gì lo cái bệnh thân của mình, à, mà phải lo bệnh tâm, ai có lỡ có bệnh thì ai có, à, phải lấy phân bò, ai có cho thuốc thì được dùng, thì chỉ có tứ y pháp mới là đạo niết bàn, còn ngoài ra thì đạo của thế gian và chỉ trong lẫn quẩn của nhân thế giới. Trong mùa Vu Lan này, quý vị đã thấy được một ý nghĩa của sư làm cái lễ Vu Lan rất là đơn giản, nhưng mà nó đi sâu về vấn đề tâm linh, cha mẹ của mình, tổ của mình, hoan hỷ gì không, và cái ngày Vu Lan thắng hội như vậy. Các chùa chuyện nói ngày Vu Lan, trời ơi, làm băng rôn rồi làm dữ lắm nha. Rồi là mấy anh hề sân khấu tới, anh tu giả đó, anh tới nhau, anh đám tuồng với nhau, anh đi vô là lộng là kiểu rồi, đi vô là làm đó, là lại là, làm trò chơi đó, chỉ hù những cái người coi như là ham lấy tiền đi mua phước, chứ không phải là những con người thực tâm đi làm phước. Cho nên đó, à, ông sư cụ già 80, 70, 8 tuổi nha, ông qua bên cầu chi, ông nghe nói, ông thử hồi giờ ông đâu dám nói, ông đâu dám nghe ai nói, nhưng mà ông nói xong thôi, con theo sư phụ để mà, à, con chữa cái tâm bệnh chứ không phải là vì cái thân nữa, à, rồi ông về tâm cũng vậy, à, rồi ông về chân này mấy vị cũng vậy. Cho nên tại sao sư ở đâu người ta phải bay tới đây học đạo, từ ở Campuchia, từ ở các nước, à, như là Malaysia, Singapore, ở bên Úc cũng vậy, rồi các nước là tại vì sao, là vì họ thấy rằng cái mà sư dạy đó là cái mà sư đưa thẳng vào vấn đề chánh giáo. Còn mấy anh kia đó, thì mấy anh á là từ cái chánh giáo mà mấy anh á sợ người ta biết ra biết thiệt cái đạo á, à, và mấy anh không làm được, mấy anh chỉ nói được thôi, mà mấy nói được mấy cũng sửa lời, bởi vì khi nói thiệt ra thì họ biết họ đang vô, anh nói thì nói thiệt, mà làm thì làm giả. Còn ông sư Phước Lộc sau lời này dám làm thiệt rồi nói thiệt đó, cho nên những cái roi này xuống quốc có ngang mấy hòa thượng hòa thẹo rồi, mấy thượng tọ thượng tẹo, mấy thượng tả chứ tọ cũng khí gì. Mấy anh cứ là coi như cái tham của anh làm ơn cho bớt cái tham đi, như là Đức Phật mà nói về bà già coi như là buôn bán và cho tham vậy, thì muốn cứu mẹ thanh đề là cái câu chuyện tích xưa, thì chúng ta phải làm trong cái ngày hôm nay là cứu vãn cái người mẹ tham ở trong lòng chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngủ ngon và ngủ trong định tĩnh, A Di Đà Phật.